giảm cân cấp tốc chỉ bằng cách dùng nước ép dứa. Dứa cũng rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể và hỗ trợ giảm cân tốt. Dứa là loại chứa ít calo, chứa nhiều nước và có khả năng giúp lợi tiểu. Dứa cũng rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể, rất thích hợp với những người ăn uống thất thường, ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ hoặc thức ăn chế biến sẵn trong thời điểm nghỉ lễ cuối năm. Trong dứa còn có chứa một loại enzyme đặc biệt giúp chống viêm, tăng cường sức khỏe và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Cách làm nước dứa giảm cân. Bạn cần chuẩn bị sẵn 2 lít nước dứa ép từ dứa tươi cùng 450g gừng tươi. Hãy cạo sạch vỏ gừng rồi băm thật nhuyễn, cho phần gừng băm này vào máy xay sinh tố, xay cùng với nước ép dứa. Xay trong khoảng 5 phút, rồi lọc bỏ hết phần bã gừng, phần nước còn lại có thể uống dần trong ngày. Mỗi lần, bạn nên uống một cốc đầy khoảng 250ml. Nếu trong ngày không uống hết toàn bộ 2 lít nước dứa gừng, bạn vẫn phải bổ sung uống nước lọc để cung cấp đủ 2 lít nước cho cơ thể. Một số lợi ích khác của nước ép dứa Tăng cường năng lượng Vitamin B6 và thiamin mà là một thành viên của nhóm B vitamin đều có trong nước dứa. Vitamin B6 có tác dụng ổn định lượng đường và năng lượng, còn thiamin giúp chuyển đổi carbohydrate thành năng lượng, giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Tốt cho thận. Kali, một dưỡng chất trong nước ép dứa sẽ giúp thúc đẩy chức năng thận của cơ thể của bạn. Hỗ trợ tiêu hóa. Các bromelain và nghệ kết hợp có thể giúp cơ thể phá vỡ các protein, giúp cơ thể bạn tiêu hóa những thứ tốt hơn nhiều. Chống oxy hóa tự nhiên. Vitamin C là một chất chống oxy hóa tự nhiên và nó có nhiều trong nước ép dứa do đó uống nước ép trái cây này có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể ổn định lượng đường trong máu nước ép dứa đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi đường trong máu thành năng lượng nhờ đó cũng giúp ổn định lượng đường trong máu tránh rối loạn kinh nguyệt bromelain là một trong những dưỡng chất phong phú trong nước ép dứa và nó được cho là có thể giảm tình trạng chuột rút trong thời kỳ kinh nguyệt và giảm những cơn đau đớn giảm đau họng bromelain trong dứa cũng giúp giảm đau cổ họng vì vậy, nếu bạn có một nước học uống dứa đau là một ý tưởng tốt. Nó cũng có thể được sử dụng để giảm triệu chứng cảm lạnh cũng như hèn xuyễn. Tốt cho da Nước ép dứa có tác dụng chăm sóc da theo những cách khác nhau, ví dụ như điều trị mụn trứng cá, chữa lành vết thương nhanh chóng. Quá trình tổng hợp collagen trong dứa sẽ giúp làn da đàn hồi tốt hơn vì thiếu collagen là một trong những nguyên nhân gây lão hóa da nhanh chóng.